Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách như chúng ta thiết kế một cái danh thiếp. Đây là cái danh thiếp mà sau khi mình làm xong thì nó sẽ như thế này đây. Và cái phần mềm mình đang dùng là Photoshop CC 2019 nè. Đó, đây là mặt trước này, còn đây là mặt sau này. Đó. Đầu tiên thì các bạn vào file new, chúng ta tạo một file mới. Đây thì mình sẽ cho kích thước nó là 90 x 55 này. Cái này là CMYK này. Cái này thì mình sẽ cho nó là 300 này. Các bạn nhấn click này. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ làm cái mặt trước này. Mặt trước các bạn sẽ làm nó như thế này. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ vào file, các bạn sẽ dùng thằng Rig Tango Tool trước. Các bạn sẽ vẽ một hình vuông nó như thế này, hình chữ nhật nó như thế này. Rồi đây cái màu viền thì mình sẽ cho nó là màu cam này luôn nha. Ta nhấn OK này. Cái đường này này, cái đường tróc này này thì mình sẽ cho nó là nét liền. Đây là nét đứt này. Đó. Cái size thì mình sẽ cho nó là 10 pixel nha. Rồi nó sẽ như thế này. Ở đây thì màu này thì mình sẽ tô cho nó là màu xanh này này. Đó, nó sẽ như thế này. Tiếp theo thì các bạn vào file đây. Các bạn sẽ cho cái hình này vào này. Đó, các bạn đưa nó vào đây. Rồi mình sẽ nhấn Enter. Tiếp theo các bạn click file chuột và các bạn chọn thằng Deep Impact này. Đó thì nó sẽ hình này của mình nó sẽ chui vào phía bên trong cái hình chữ nhật này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái màu đen nó nằm bên trên cái hình này. Các bạn click vào đây này, các bạn vào thằng thằng Guardian này này. Ở đây thì mình sẽ tô cho nó màu đen nha. Các bạn click file, các bạn nhấn OK này. Rồi các bạn click file chuột này, chọn click pin map này. Đó. Rồi thì mình sẽ cho nó là normal đi. Opacity thì mình sẽ giảm xuống này. Đó, 62 này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho cái logo của các bạn vào. Thì đây mình có sẵn cái logo của mình rồi. Đây. Mình sẽ dùng cái phần mềm Illustrator, mình sẽ mở nó lên. Đây rồi các bạn bôi cho nó này. Đây thì mình sẽ xóa cái này đi. Cái màu này thì mình sẽ cho nó là màu trắng luôn nha. Đây. Còn không thì các bạn để nguyên như này, chúng ta nhấn Ctrl C. Qua đây các bạn sẽ nhấn Ctrl V, các bạn chọn tặng Smart Object nha, và nhấn OK này. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt, rồi các bạn đưa nó vào đây. Sau đó mình sẽ nhấn Enter. Các bạn click file chuột này, chọn tặng Blending Option này. Trong cái mục mục tróc này này thì các bạn sẽ cho nó là màu trắng này. Chúng ta nhấn OK.
Đây thì các bạn chọn outside nha, ta nhấn ok này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái hình này vào là hình nền này này. Các bạn sẽ vào file frame, mình sẽ cho cái hình nền này vào này. Các bạn đưa nó vào đây. Các bạn display chuột này, cho nó size nó 90 này. Mình đánh enter rồi mình kéo nó xuống bên dưới này này. Đó. Rồi các bạn click vào cái biểu tượng layer mask này, này. Rồi các bạn sẽ dùng thằng Guardian Guardian tool này. Các bạn click ở đây các bạn kéo này này. Đó. Ở trên này các bạn nhớ là chọn như này nha. Đó. Các bạn kéo nó lên xuống thôi. Đó, các bạn kéo như thế này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ghi cái tên của mình vào. Mình sẽ dùng title. Màu sắc. Ở đây thì mình sẽ click vào đây, mình sẽ cho nó là màu đen này đi. Cái phông chữ này thì mình sẽ cho nó là HTML này. Ở đây thì cái chữ này thì mình sẽ tô cho nó màu cam này. Các bạn nhấn Ctrl T, chúng ta có thể phóng to nó lên chút xíu này. Các bạn nhớ ấn giữ phím Shift nha. Sau đó mình sẽ nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ghi chữ này vào này. Cầm mình kéo qua nó nhanh luôn nha. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn hai cái layer này. Và đây thì có cái công cụ thằng căn này, căn lề trái này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng Pen Tool này, click vào cái biểu tượng Pen Tool này, này. Rồi click ở đây một điểm này, ấn giữ phím Shift, click điểm thứ hai. Rồi đây thì các bạn sẽ cho nét liền nha. Màu sắc thì mình có thể tô cho nó màu đen này đi. Ta nhấn ok này. Rồi các bạn có thể nhấn Ctrl T, chúng ta kéo dài nó ra một chút xíu này. Các bạn nhấn Enter nha. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn vào cái layer này. Các bạn nhấn Ctrl G để gộp nhóm nó lại. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghi cái nội dung như thế này vào này. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ click vào bên tool này. Các bạn click ở đây một điểm này, ấn giữ phím Shift, click điểm thứ hai này. Ở đây thì mình sẽ tô cho nó cái nét liền này. Cái này thì mình sẽ cho nó là 15 đi. Ta nhấn Enter này. Cái màu sắc thì mình sẽ cho nó là màu cam này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng thằng Rectangle Tool nha. Chúng ta vẽ một hình như thế này. Đó, chấm đi bên này này. Rồi ở đây thì mình sẽ tắt cái này đường viền này đi. Cái màu này thì mình sẽ tô cho là màu đen này. Bạn nhấn Ctrl T này. Các bạn cho cái hình nó như thế này. Đó, các bạn nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn download cái phần mềm này về này. Đó. Đây là cái phần mềm nó tổng hợp những cái icon cho mình. Rồi bây giờ là icon điện thoại này, các bạn có thể nhập tìm kiếm ở đây này. Rồi các bạn
chọn cái hình, các bạn chọn hình icon này, các bạn cầm các bạn kéo nó vào này. Đây, nó vào trong máy cho mình rồi này. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt này, rồi các bạn đưa nó vào trong máy. Chúng ta nhấn Enter, các bạn click phải chuột này, chọn Bending Option này. Trong cái mục Color này này, các bạn sẽ tô cho nó màu trắng luôn này. Ta nhấn OK. Đó, nó sẽ như thế này. Rồi các bạn nhấn Ctrl T, chúng ta có thể phóng to nó lên chút xíu này. Các bạn nhấn Enter này, đó, các bạn cần cho nó nằm ở giữa cái hình này. Rồi tiếp theo thì ở bên này thì các bạn sẽ dùng Tile Tool nha. Chúng ta sẽ ghi số điện thoại của chúng ta vào. Nó sẽ như này. Rồi các bạn click ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn hai cái layer. Các bạn click vào căn nền file này. Rồi các bạn đưa nó vào trong này. Đây thì mình sẽ cho nó vào cái công thức thường đi. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Pen Tool này, click vào đây. Các bạn Rồi các bạn sẽ ấn giữ phím Shift này, click vào đây này, ấn giữ phím Shift, click điểm thứ hai này. Ở đây thì màu thì mình sẽ cho nó là, ở cái đường viền thì mình sẽ cho nó là đường này này. Rồi các bạn xích nó lên. Rồi tiếp theo các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn những cái layer, hoặc những cái layer này. Rồi chúng ta nhấn Ctrl G. Rồi các bạn nhấn Ctrl G, các bạn nhấn Ctrl T, các bạn đưa nó xuống đây. Chúng ta nhấn Enter. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ thay đổi những cái icon này và cái nội dung này tương tự như cái đầu tiên mình từng làm. Ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl G đi. Đó, mình sẽ làm cái mẫu như thế này thôi. Các bạn nhấn Enter này. Đó. Các bạn làm và các bạn thay nội dung nó vào như thế này. Rồi tiếp theo các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn những cái layer này, chúng ta nhấn Ctrl G này. Ở đây thì mình sẽ đặt tên nó là mặt trước. Ta nhấn Enter. Rồi các bạn tắt cái này đi. Và bây giờ mình sẽ làm cái mặt sau này. Đó, mặt sau thì mình sẽ làm nó như thế này. Rồi đầu tiên thì các bạn vào File, Play. Chúng ta sẽ cho cái hình nền này vào. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt này. Rồi mình nhấn Enter. Tiếp theo các bạn sẽ dùng thằng Rectangle Tool. Đó, các bạn cho một cái hình như thế này. Ở đây thì mình sẽ tắt cái màu viền đi. Màu nền thì mình sẽ cho nó màu đen này. Rồi tiếp theo các bạn click chọn vào cái layer này. Và các bạn ấn giữ phím Alt, chúng ta đưa nó sang bên này. Đồng thời các bạn nhấn giữ phím Shift. Rồi tiếp theo các bạn sẽ các bạn nhấn Ctrl C này. Các bạn nhấn Ctrl V để chúng ta đưa cái này, đưa cái logo vào. Các bạn ấn giữ phím Shift Alt nha. Rồi chúng ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho icon này vào này. Tương tự các bạn sẽ dùng cái phần mềm này. Ở đây thì mình sẽ nhập vào chân.
Đó, các bạn cầm cái bàn kéo nó vào này. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt này. Rồi chúng ta đưa nó vào đây. Các bạn nhấn Enter. Các bạn dùng Tile Tool. Các bạn ghi cái địa chỉ nhà của bạn vào này. Đó, sau đó thì các bạn ấn giữ phím Shift. Đó, tất cả những layer này chúng ta nhấn Ctrl N này. Ở đây thì mình sẽ đặt tên nó là mặt sau. Và nhấn Enter. Rồi sau khi làm xong như thế này thì các bạn ấn giữ phím Ctrl Shift Alt E. Đó. Đây thì mình sẽ bắt lại. Rồi chúng ta nhấn Enter. Các bạn tắt cái này đi. Các bạn bật cái con mắt này lên. Các bạn cũng ấn giữ phím Ctrl Shift Alt E. Đó, ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó là mặt. Rồi sau khi làm xong thì các bạn lưu cái file này lại. Các bạn cứ đặt tên cho nó. Và các bạn cứ nguyên cái file này ra nhà in thì người ta sẽ tự biết mà người ta sẽ in cho các bạn. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn về cách để chúng ta thiết kế một cái danh thiếp bằng cái phần mềm Photoshop. Các bạn nào mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ giải đáp nha. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.